Chào các bạn. Như mọi người theo dõi kênh đã biết đấy, trước đó mình có sửa một chiếc máy làm bánh mì cho một cái anh ở bên Hà Tây với thương hiệu là WMF. Với cái lỗi của nó là bị lỗ nguồn. Thì mình có sửa nguồn xong thì sau đó là vì mình không không biết dùng nó nên mình cứ nghĩ là chỉ hỏng nguồn thôi, thế là mình gửi trả. Cuối cùng anh ấy về anh dùng là không được. Cụ thể là anh ấy cho đồ vào anh dùng ấy để nấu bánh mì ấy, thì nó rơi vào, anh thấy bảo là chương trình nấu là rơi vào tầm 3 tiếng thì mới xong. Thì ở đoạn cuối 3 tiếng thì bắt đầu là nó mới được cấp nhiệt để sinh nhiệt để nó chín. Thì sau đó anh ấy bảo ấy là mọi thứ chạy bình thường nhưng mà nó không chín được. Cụ thể là nó không sinh tí nhiệt nào. Thế là mình ấy điện cho anh ấy điện cho mình ấy bảo là hay là do vận chuyển nó bị bong, bởi vì mình có tháo ra thì những cái này rất là lỏng. Mấy cái chân của cái cấp cho cái dây may soi này mình có bóp lại, mình lắp chặt cực kỳ luôn. Thế là mình cứ phân vân, mình bảo là hay là mình lắp nhầm ở đâu dẫn tới là không cấp nhiệt, hay là cái dây may soi này sinh nhiệt hỏng. Thế nhưng mà hôm đấy thì mình cũng không nhớ là mình có đo không, mình chỉ có xử lý là cái chân này thôi. Cái chân này nó bị lâu ngày quá nó nóng, nó ấy ra, nó lỏng lẻo nẻo, nhưng mình đã bóp chặt lại, mình dùng kìm mình bóp rồi mình ấy chặt lại thôi. Thế là cuối cùng tối qua, chiều qua thì shipper anh lại phải gửi lại cho mình, và tất nhiên là mình sửa tiếp nhưng mà mình sẽ không lấy tiền của anh ấy nữa, mình lấy của anh ấy rất là rẻ tiền thôi, bởi vì mình hay sửa theo kiểu là giúp mọi người là chính. Thế là mất công, thế là anh lại gửi lại, và hôm nay là mình tiếp tục mình làm thì mình phát hiện ra nó hỏng rất là nhiều thứ nữa cơ luôn, ngoài trong trong phán đoán của mình luôn. Phán đoán của mình là nghĩ con này chỉ là hỏng nguồn thôi. Thì bạn nào muốn xem cái video mình sửa nguồn ấy, thực ra là mình không sửa được bởi vì là bản chất là không có con IC và nó chết nặng, nó chết cả biến áp này, nó chết cả diode chỉnh lưu đầu ra 12V đầu ra, nó chết rất nhiều thứ. Do đó cái giải pháp đơn giản nhất là độ một cái nguồn 12V đây này, 1A, bởi vì cái zin bản của nó này chỉ là ra 12V có 0,7A thôi. Thì là nó đã ok, thì mình nghĩ là như thế là mình bật điện thì là nó cấp điện trong cái motor này và nó cứ đảo qua đảo lại, đảo qua đảo lại, rồi mình cứ để như thế thì nó chạy bình thường. Nhưng phải đến gần 3 tiếng thì bắt đầu nó mới được cấp điện cho cái dây may so này để sinh nhiệt để bắt đầu làm chín các bạn ạ. Nó có dây may so sinh nhiệt là khoảng hơn 400W cộng với cảm biến nhiệt ở đây để đưa về để kiểm soát nhiệt đấy. Thì cuối cùng mới phát hiện ra là con này đầu tiên của nó không hiểu nó sốc điện kiểu gì mà nó chết nhiều thật đấy. Đó, bạn nào muốn xem cái video game mình có thể để một bình luận nhá cho mọi người tham khảo nhá, để mọi người mà không tiếp cận được cái video trước mình sửa cái bo này này. Thì hóa ra là trong quá trình nó lỗ nguồn này là nó đập chết cả dơ le luôn, dơ le là cuộn hút tách đứt không đo được luôn, kinh khủng thật đấy. À đây mình có thể giải thích cho mọi người quên mất, để cho mọi người hiểu được cái bản chất của cái bo đã, sau đó mình nói. Và nó còn chết nhiều linh kiện nhỏ nữa trên này, hay là con này bị sốc điện kiểu gì mà chết ghê thật đấy. Thì nó có một cái khối nguồn đây mình đã tháo bỏ đi rồi, khối nguồn hỏng mình đã thay bằng cái cục này tạo ra 12V thôi. Thì ở đây nhá, đây là nguồn AC vào, đây là cái cầu trì nhiệt, đây là cái cầu trì nhiệt, nó như là dây dẫn nếu mà chạy bình thường ấy. Nhà do cái thương hiệu WMF của Đức này nó cũng là an toàn cho người sử dụng nên nó tính toán rất là an toàn cho con người. Tiếp theo đây là cái rắc để cấp nguồn ra cho cái động cơ này để nó sẽ quấy bột các bạn nhé. Cái động cơ đấy nó chạy cái nguồn DC, do đó được chỉnh lưu này, và đặc biệt là cái động cơ này nó sẽ chạy nhanh chạy chậm thông qua chương trình cài đặt, và nó được kích mở bằng con jack này. Lệnh từ MSU đưa xuống kích mở chiếc này thì là nó kích mở với cái chu kỳ xin chiếc kích mở khoảng nhiều ấy, của cái chu kỳ ấy, thì là động cơ chạy nhanh, còn chu kỳ kích mở nhỏ thì động cơ ít ấy, thì động cơ sẽ chạy chậm nhá. Và tiếp tục nó có một con dơ le này nữa. Con dơ le này thì mình hôm đó mình ấn thì ở chế độ là sáng đèn thì nó đưa ra đây này, nó đưa lên cái đèn này này. Thì mình thấy đèn sáng ok, tức là dơ le đóng đèn thì ok. Nhưng mình không, con dơ le mình đang tháo ra đây là con dơ le nó sẽ cấp nguồn 220 cho cái mâm nhiệt này này, cho cái dây may soi sinh nhiệt thì đang hỏng trên nó. Thì mình có dò qua cho chúng ta tham khảo này. Nó hỏng ghê thật đấy. Đây nhá, để mình zoom một chút, sau đó mình sẽ cho mọi người biết về cái đường chạy dòng chảy mạch của nó, của cái đường dơ le ấy. Thì tóm lại là mình sửa, mình tập trung khối nguồn, mình sửa xong khối nguồn thì mình trả thôi, chứ mình cũng không thể nào mình thử, mình không biết nấu. Và cũng chẳng có bột mì để mình thử cơ. Đây bác này, bác ấy cẩn thận, bây giờ bác gửi lần hai này, bác đem cho mình cả bột mì để mình sẽ thử nấu tấu thử, nên mình xử lý cái video này xong ấy là mình sẽ nấu thử và mình sẽ lưu nó lại, sau đó là mình sẽ up cho mọi người đoạn cuối là xem mình làm ra bánh mì có làm được ok không nhé. Thì đây nhá, nguồn 12V ra thì mình đang nguồn 220 vào đây cho cái adapter này, này thì nó ra 12V với âm ở đây và dương đây, đặt nọc trên con tụ này. Thì dương nhá, nó sẽ đi theo cái đường này, nó làm một dây AC nhá các bạn nhá, bởi vì nó cần chiếc chi ác mà.
nó là nguồn dương 12V ra chung với một dây AC vào để nó tạo cái dòng chảy kích được con chiếc cho động cơ này. Thì tóm lại là chúng ta sang quan tâm đến đường cấp nguồn cho cái dây máy so sinh nhiệt 400W hay 450 nhá. Nó đi như này, chúng ta sẽ hiểu là đường cấp cho dây máy so sinh nhiệt ấy, là quận hút của nó được kín của cái nguồn 12V. Thì dương đây này, nó đi như này, nó chung dây AC thì kệ, nó chung, nó tới đây. Nó như này nhá, thì nó tới đầu quận hút và đây là đầu quận hút. Khi mà có dòng chảy qua quận hút ấy, thì cái điểm này đóng sang điểm này. Mọi người nhá, thì đây này, nó sẽ đi từ đây sang đây, tất nhiên nó sẽ có diode dập xung ngược. Với dương trên bên này thì chảy về đây thì có diode này sẽ chảy từ A sang K này nhá, để khi mà dây A nghỉ không đóng nữa thì cái cuộn dây nó sinh ra điện áp ngược với dương này, nó sẽ xả qua diode điều chiều này để về âm của nó. Thì khi có nguồn thì là một dây AC này nó sẽ đóng sang một dây AC đây, nó sẽ đóng sang đây thì nó sẽ ra cái đầu này này, chính là cái rắc đỏ nhá, cấp nguồn cho nó nhá. Thì ở cái phút ở cái đoạn cuối cùng của 3 tiếng nó mới đóng thôi chứ không phải nó đóng ngay các bạn ạ. Tóm lại là 12V này, nó chảy sang đây, nó đi qua cái dây gì, nó vòng theo cái mạch in thứ hai này nhá, nó tới chân C của con này mình có vừa mới ra mình ngó qua rồi. Con này nó là con I1, trên thân nó ghi I1. Thì đó chính là con 8050 nhá. 8050 nó có hai mã SMD là I1 và một mã nữa là 2TI. À G3I 2TI là 8550 rồi. Nó là G3I hoặc là I1 nhé mọi người nhé. Thì con này nó chính là đóng nguồn cho cái đèn. Thì đây nhá, cũng 12V ở đây, cũng từ đây này, nó sẽ đi tới địa dơ le này, đầu dơ le này, sau đó đi sang bên này thì cũng có diode dập xung ngược nhá, đi ngược lại và tới chân C. Thì khi có lệnh ở đây nó sẽ đóng từ C đi sang E đây, nó là mát nhá, nó vòng nó là mát các bạn ạ, nó là mát của tản mạch đấy các bạn. Thì nó đóng như thế thì mình hôm nọ mình có test thử thì đèn đóng ok, đèn sáng ok, nó có một cái đèn để cho người sử dụng soi được bên trong này, cái đèn chạy 220 nhá, như đèn nó vi sóng ấy. Thì mạch đèn thì ok, hôm nọ mình test ok, có cái là mạch đóng nguồn cho cái mâm nhiệt thì không test được thôi, phải đến gần 3 tiếng nó mới đóng. Thì dòng chảy nhá, như mình bảo rồi, nó đến chân C này nhá, thì nó có lạnh mức cực kích cực B này, nó sẽ mở từ C sang E nhưng nó không về mát luôn như cái mở đèn này đâu các bạn ạ. Nó chảy từ C sang E, nó chưa mở mát, nó lại vòng nó sang chân C của con này. Và tiếp tục con này nó tóm lại là lệnh kích cho dây máy do mâm nhiệt ấy, cho sinh nhiệt ấy, là nó có hai lệnh, hai là ở đây này, 5V ở đây và 5V ở đây. Thì hai lệnh đây thì con này đã mở từ C sang E rồi, tiếp tục lại con này nó mở từ C sang E nữa. Nó mới vòng lên nó mới về trên E con này, tức là nó về mát toàn mạch. Đó, như vậy. Và đặc biệt nó bị sốc áp kiểu gì nó lỗ nguồn ấy, nó chết đứt con dơ le này, con diode này khả năng cũng nguy cơ chết rồi, diode dập xung ngược này, và hai con này đều chết đứt xe luôn, kinh khủng thật đấy. Nên nó tạo dòng chảy kín như thế mà nó chết được như thế luôn, mình không hiểu sao nó sốc điện kiểu gì mà nó lại chết đến mức như thế luôn. Đây này, mình có kênh tối qua mình có tháo ra, thế nào mình để đấy, vừa rồi mình vừa đi họp lớp, đi họp phụ huynh cho con gái của mình, thế là bây giờ mình về bắt đầu mình sẽ làm tiếp. Thì mình sẽ cho chúng ta tham khảo này này. Mình đang đổ thông mạch không mạch nha, mình đo từ A sang K này. Các bạn thấy không, con diode này nó cũng chết đứt này. Con diode này này, nó không thông luôn các bạn ạ. Con diode này này, nhưng con diode này thì nó sẽ thông nhá, nó sẽ thông từ chân này sang chân này này, từ chân này sang chân này này. Đó, và ngược lại thì nó không lên đâu. Ngược lại nó chỉ là cái lội trở của cái cuộn hút 12V thôi. Nhưng mà đây, đo từ này, đo từ A sang K nó này, nó thông này. Nhưng con trên này nhá, mình chưa tháo nó ra, mình mới tháo dơ le ra, mình đo thấy dơ le nó lỗi, nó không có dòng chảy mà không có lội trở ấy. Thì đo từ đây này sang đây không lên gì luôn. Chúng ta sẽ thấy là nó có một cái sự sốc áp gì ấy, là con diode này có chết đứt được luôn. Hôm qua đo nó lên được lội trở hay là để thang đo 10K thì nó lên. Tiếp tục này, nó chảy xuống nhá, nó chảy xuống đây thì mình đo BCE của con chan này nhá, chan ngược thôi. Ở đây nếu mà để mà so sánh luôn thì mình sẽ kênh con chan điều khiển đèn cho mọi người thấy là mình đo giống nhau, bởi ba con này là ba con I1, nhưng riêng có một con ở dưới này nhá thì lại là con 8550 nhá. Con này là con kêu còi thôi, nó có cái còi đây này, nó điều khiển còi thì nó là 8550 chứ không phải 8050 nữa. Thì mình đo đây, mình đo con sống nhá, đo BC này, đo BE này, ok nhá. Nhưng riêng con này này, riêng con này nhá, đo BC này,
Ok này, đo be này, tịt có dòng giò thôi, chỉ có dòng giò thôi, không lên như con này. Con này y chết y như con bên cạnh. BC này, BE này, chỉ có dòng giò thôi. Tóm lại nó có dòng giò nhưng không đủ lực để nó chết, kiểu như chết đứt xe. Xe để thang đo 10k thì có độ giò luôn các bạn này, nhưng mà dòng giò thôi chứ không đủ dòng để làm cho con dương le nó đóng được. Các bạn hiểu nó như thế nhá. Đấy, kiểu chết đấy. Đây, nó giò này, các bạn thấy chưa? Nhưng con này thì không giò này. Đó, con này chỉ có dòng giò từ E sang C thôi, chứ từ C sang E không được phép giò. Bởi con này là ok mà, nó mở đèn mà. Đó, độ giò từ C, từ E sang C đấy. Tóm lại là một cái chết ngoài phán đoán của mình, mà mình không hiểu được, nó chết lỗ, chắc là chết lỗ bên trong này, nếu dẫn tới là tiếp đĩa quần hút không còn tác dụng gì nữa, và nó chết cả con chan này, con này cũng chết luôn này. Đây mình tháo hẳn ra nhé. Thì con này thì hy vọng nó chỉ chết thế thôi, nên mình sẽ thay những con này. Diốt dập xung ngược này thì cứ 1N4007 chúng ta táng được các bạn nhé, nhưng mình sẽ lắp con FR4007. Mình ở cái bo viết từ của mình nó dùng nhiều con đấy đó. I1 thì mình cũng thay, I1 thì là nó 8000, mình thay bằng con Z3i. Đây này các bạn này, để thang đo 10k thì nó có độ giò đấy. Độ này là không phải, đây từ A sang K này. Ủa nó chết đứt rồi, hôm qua mình đo nó có lỗi chở cơ, mà hôm nay sao lại, hay là hôm nay nó lạnh cái kiểu gì ấy. Đồng hồ mình vẫn thông nhá. Qua đây chúng ta sẽ thấy ấy, thiết bị rất là đắt tiền nhưng mà chết đẹp, chết rất nhiều kiểu. Và chúng ta sẽ thấy bản chất chất linh kiện nhá. Nó chết đứt rồi. Đó, bây giờ thì mình sẽ thay dưa le. Đây là con dưa le zin của nó này. Nó có cái biểu tượng U này này. Mình vừa nhặt đâu nhỉ. Mình còn cẩn thận, mình sẽ lấy con dưa le bóc máy cơ. Chứ dưa le trên thị trường chất lượng không kẹo tốt mà. Đây, mình sẽ lấy con dưa le bóc máy này này. Cũng là 12V nha, cũng y như thế nhá. Con này công suất nhỏ, con dưa le này lắp cho nồi cơm điện tử ok. Công suất nó lại tận đến 600-700W. Nhưng con này dưa le của mình thì nó lại thừa một chân, cũng chẳng xa cả, đó là chân tiếp điểm thường đóng thôi, chân thừa đây này thì cắt bỏ nó đi thôi các bạn nhé. Đây mình sẽ lắp con dơ le này để thay, và thay con này bằng con diode dập xung ngược khác, rồi thay hai con này bằng con ZBI, và mình sẽ lắp hoàn thiện để mình sẽ test thử và chúng ta sẽ chờ kết quả sau nhá. Đoạn này mình chỉ nói như thế thôi, sau đó mình sẽ lắp hoàn thiện, sau đó là bởi vì mình không test thử được nó đóng. Nó chạy đến cái chương trình là như cái anh bảo vậy, là tầm khoảng đến gần 3 tiếng bắt đầu nó mới bù nhiệt, nó mới cấp nhiệt các bạn ạ. Tức là cấp nhiệt là cấp nguồn cho cái dây mai so này. Dây mai so này không chết nhá. Hôm nọ mình không đo, hôm nọ mình chỉ xử lý như mình nói đầu video, mình xử lý cái chân nó lỏng thôi. Đấy, nó vẫn có thông này này. Đấy, nó vẫn thông mà. Thôi, chờ mọi mình nhá, các bạn chờ đoạn cuối nhá, để mình bắt đầu lắp hoàn thiện, sau đó là cho chạy thử. Kiếm được cái bo cao su, lấy con chan to đúng I1 luôn, chuẩn của nó luôn. Đôi khi linh kiện giã máy nó còn tốt hơn linh kiện mua. Và con này là UF4007 đấy, dòng chảy từ đây sang đây, và có sinh ra điện áp ngược ấy, thì nó sẽ xuôi một phát đi như này các bạn ạ. Đó, lắp hoàn thiện thôi. Quên mất, do thiết kế là kích chiếc nên kiểu gì nó cũng nói thêm cho mọi người là nó có ACDS nhá. Tức là nhận cái điểm zero của tần số lưới điện ấy, điểm không ấy. Thì đây một dây AC này, hàn qua hai con điện trở này, đi qua dây gì này, vòng 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 tới chân này để đi lên MSU đấy. Đó, đường ACDS đấy nhá. Để nó kích được con chiếc một cách hợp lý mà. Đã lắp hoàn thiện nhá. Và bây giờ sẽ rửa nó đi. Lần này bác này đem cho cả cái khuấy, cái này này, và rửa sạch nó đi, rồi sau đó mình sẽ cho bột mì. Cũng phải vào Google search xem làm bánh mì như nào đã các bạn ạ. Thì ở đây này, nó có cái là dùng được nhiều hay ít này. Và ấn giữ ở đây, nó có cái đèn báo này, ấn giữ đây là cái dưa le nó đóng đấy, để cái đèn nó sáng ấy. Đấy, chúng ta sẽ thấy cái đèn ở bên trong nó sáng này. Mình ấn tắt nó đây đi. Đó, ấn chạy này thì như hôm nọ thì là cái motor đang quay đấy, nhưng phải 3 tiếng thì nó mới đưa ra lệnh cấp nhiệt các bạn ạ. Nên bây giờ nhá, mình sẽ làm và cho mọi người kết quả xem thế nào nhá. Cho hết lượng bột và thêm 120ml nước như cái anh ấy hướng dẫn, đổ nó vào thôi. Sau đó là nó cứ trộn qua trộn lại, rung hết cả máy luôn. Nó trộn rất là nhiều,
Và cái thời gian chạy của nó là từ 3 giờ và bây giờ là còn 27 phút nữa thôi. Thì nó đảo xong một lúc sau ấy, thì khoảng 20 phút sau mình sờ bên cạnh thấy nó hơi ấm. Thì tức là nó đã sinh nhiệt được rồi, tức là nó đảo đều lên, sau đó nó kiểu ủ men cho cái bột mì ấy, lên được nhiệt độ khoảng mấy chục độ thôi chẳng hạn. Và hiện tại bây giờ là còn có 26 phút nữa thôi và chúng ta thấy nó đang phồng lên và bây giờ nó còn đang xẹp. Nó phồng lên và nó đang xẹp. Các bạn ạ, còn 26 phút nữa là chín. Và hiện tại bây giờ xung quanh đang rất là nóng và cái quạt đang có tác dụng, cái quạt đang thổi ầm ầm. Như vậy là chắc chắn là ok nhá, bởi vì nó đã nóng bỏng hết cái này như này rồi, trên này là nóng nhất, trên này nóng nhất luôn, sờ rát tay luôn. Nó đã cái dây may so nó đã được cấp điện và nó đã sinh nhiệt. Và như vậy là nó có một cái quạt nó tuần hoàn thổi xung quanh, nó hút gió ở xung quanh này để thổi ra, buồn cười lắm. Đấy, chờ tiếp để xong mình mở ra cho mọi người xem kết quả. Hiện tại là đang sửa cái máy hàn, đang làm mà thấy nó kêu tít tít, nó về không rồi mà quạt gió nó vẫn chạy, chắc là làm mát vòng xung quanh. Nó về không không chắc là nó chín nhá, và chúng ta sẽ tham khảo này. Đó, ô vàng cứng đơ luôn này mọi người ạ. Đấy, đúng là kiểu bánh mì luôn mọi người nhá. Ai bánh mì nóng không có thể ăn được luôn rồi mọi người, mình ăn thử luôn nhá. Vừa ăn cơm xong ăn không cảm giác. Như vậy là giả được bác đấy rồi nhá. Đấy, đấy, sửa cho những người ở xa nó là như thế đấy mọi người ạ. Đôi khi chúng ta không biết sử dụng này, rồi là xa này, đôi khi lại chỉ bảo hành các thứ này, đi 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 lại rất mất công, nên mình không nhận mọi người ở xa nó là như vậy đấy các bạn ạ. Đây là một cái máy đặc biệt của con gái bác đấy, anh đấy gửi tặng, nên nó hỏng là anh ấy muốn tìm người sửa được. Và hy vọng lần này nó sẽ, mình trả lại nó sẽ ok cho anh đấy nhá. Thôi, chào tất cả các bạn.